Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bày cho các bé viết trong quá trình chuẩn bị vào lớp 1. Đầu tiên là chúng ta sẽ hướng dẫn các bé các nét cơ bản. Ở trong các nét cơ bản này á, thì mình sẽ nói kỹ một tí. Lý do là rất là nhiều phụ huynh đã hỏi mình vì sao cũng hướng dẫn bé viết chữ rất là nhiều nhưng mà chữ của bé không có cứng nét và nét của bé chưa đi chuẩn. Lý do là chúng ta bắt đầu các nét cơ bản này chưa được kỹ càng lắm. Chúng ta vội ghép chữ, do đó là các nét của bé nó chưa đi sâu vào trong cái quá trình viết của các bé. Tuy là các nét cơ bản như thế này nhưng nếu như viết tốt những nét cơ bản này thì nó tạo nên một cái nền tảng, một cái móng rất là vững để cho các bé đi vào viết các âm. Ví dụ ở đây là mình nói ví dụ như là âm g. Âm g thì nếu như các phụ huynh hướng dẫn cái nét khuyết dưới, âm g là tạo nên từ nét khuyết dưới và nét cong kính, thì nếu như hướng dẫn nét cong kính và nét khuyết dưới tốt thì âm g các bé nói vô nó rất là dễ dàng. Cũng tương tự như là âm ư thì chúng ta hướng dẫn nét móc xuôi, nét móc ngược tốt thì các bé viết vô rất là dễ, tương tự cho các âm còn lại. Do vậy là khi hướng dẫn các nét khuyết này á, thì các phụ huynh lưu ý một điều là hướng dẫn rất là kỹ. Và trong cái kinh nghiệm của mình á, thì mình chia sẻ luôn ở trong cái video này, đó là cho dù nét nào, âm nào đi nữa thì nó cũng chia làm hai trường hợp rõ ràng như thế này. Do vậy là khi hướng dẫn là chúng ta nên hướng dẫn luôn hai trường hợp. Có trường hợp thì viết dựa vào cái đường kẻ dọc nó rất là dễ, nhưng mà có trường hợp nó viết là cho đường kẻ đậm, đường kẻ này 0,5. Như vậy là khi hướng dẫn cả hai thì các bác không khó khăn trong quá trình viết. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn rõ ràng từng nét cho các phụ huynh. Mình hướng dẫn các bạn viết các nét cơ bản. Ở trong tiền lớp 1 thì chủ yếu các bác sử dụng chữ đứng. Do vậy là mình hướng dẫn chữ đứng cỡ nhỡ, hay còn gọi là chữ đứng cỡ vừa trước cho các bác. Đầu tiên mình hướng dẫn các nét cơ bản này. Mình nói rõ nét cơ bản đầu tiên, còn cái nét cơ bản tiếp theo là mình hướng dẫn tương tự như nét đầu tiên. Nét thứ nhất thì mình chia làm hai trường hợp, đó là trường hợp chạm đường kẻ, và thứ nét thứ hai là nét không chạm đường kẻ. Đây, chạm đường kẻ và không chạm đường kẻ. Chạm đường kẻ, không chạm đường kẻ, chạm đường kẻ, không chạm đường kẻ. Các bạn thấy rõ không ạ? Do vậy là mỗi nét thì mình sẽ hướng dẫn hai trường hợp. Mỗi nét hướng dẫn hai trường hợp. Nếu như âm nào gặp cái nét, những nét này á, thì nếu không nằm trong trường hợp này thì nó rơi vào trường hợp này. Do vậy là khi xem nó cũng rất là dễ hiểu ạ. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn nét móc. Về nét móc á, thì trong nét móc một ô thì có hai kiểu, nét móc ngược và nét móc xuôi. Mình sẽ hướng dẫn nét đầu tiên. Về vị trí cái điểm mình bắt đầu á, điểm mình bắt đầu là chúng ta bắt đầu vô hai cái điểm này, chạm và chúng ta xuống ngay cái đường kẻ này. Độ rộng của chúng ta là một ô ạ, độ rộng là một ô, và cái điểm bắt đầu của chúng ta đó là đây là đường kẻ 1, đây là đường kẻ 2, đường kẻ 3, đây đường kẻ 4 và đây đường kẻ 5. Mình quy định như vậy cho nó dễ hiểu. Các bạn thì bắt đầu đây là đường kẻ 1 cũng được, thì chúng ta đếm tăng lên thôi. Như vậy là điểm bắt đầu là ngay đường kẻ 1 và đường kẻ 2, chúng ta bắt đầu ngay vô đường kẻ đậm. Nếu như mình bắt đầu từ đây cũng được ạ. Đó, chúng ta kéo xuống đây. Mình làm lại. Chúng ta điểm bắt đầu. Nếu như bạn nào luyện thanh đậm á, thì trong cái nét này độ thanh đậm là từ đây tới đây. Độ thanh đậm là từ đây tới đây. Độ cao thì 2 ô ly. Độ cao của nét này là 2 ô ly. Như chúng ta đã thấy là độ cao nét này là 2 ô ly. Và độ rộng của nét này là 1 ô. Độ rộng của nét này là 1 ô ly. Trường hợp thứ hai của cái nét này á, thì nó rơi vào điểm bắt đầu không chạm đường kẻ. Đó là điểm bắt đầu ngay ở đây.
Ở nét đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm khoảng cách. Nó rất là dễ. Ở nét đầu thì các bạn đếm như thế này. Đây là độ rộng một ô. Do vậy là ở đây khi chúng ta bắt đầu là chúng ta đếm. Từ đây tới đây là 0,5 ô. Như vậy từ đây tới đây nữa là 0,5 ô. Vậy cả hai cái này là độ rộng là một ô ly. Và điểm bắt đầu là chúng ta bắt đầu ngay từ tâm của cái ô này. Vậy từ đây là ngay lên cái điểm bắt đầu là 1,5. Và độ cao của nét này là cũng là 2 ô ly, cho dù trường hợp nào thì cũng 2 ô ly, và cao 2 ô và rộng 1 ô. Tiếp theo cái nét móc này á, là mình sẽ hướng dẫn các bạn một nét móc tương tự. Tuy nhiên là đây là nét móc xuôi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách nét móc ngược. Độ cao độ rộng như nhau. Cao độ rộng như nhau các bạn lưu ý. Được chưa? Vẫn là rộng 1 ô. Vẫn là cao 2 ô. Và cái điểm bắt đầu nó vẫn như vậy. Ở trong cái nét này là các bạn nên luyện kỹ. Thứ nhất là nó phục vụ cho việc viết các âm. Ví dụ như là âm N, âm M. Hoặc là trong cái nét này là mình còn sử dụng để viết người ghép, người đơn. Ví dụ như vậy, do đó cái nét này đẹp thì âm N nó cũng sẽ đẹp. Các nét sau mình sẽ hướng dẫn nhanh, mấy nét đầu mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Nét này cũng chia làm hai trường hợp. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn nét móc này. Nhìn thì nó giống nhau nhưng mà thật ra nó khác nhau đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nói nó khác nhau chỗ nào. Ở cái nét này á thì cái độ cao thì cũng 2 ô ly, 1 2, độ cao thì cũng 2 ô ly, tuy nhiên là độ rộng của nét này là 1,5. Từ đây đến đây là 1, đây đến đây là 0,5, nó 1,5. Ở cái nét này nó là phục vụ cho nét nào, phục vụ cho cái âm nào. Đây mình ví dụ như là âm N. Đấy. Nét này là nét đầu tiên mình viết. Tiếp theo. Như vậy, nét này chính là nét thứ hai của âm N. Thấy rõ chưa? Do vậy là nếu như chúng ta viết được nét đầu tiên, được nét thứ hai đẹp thì âm N của chúng ta hoàn toàn có thể viết đẹp được. Ở nét này thì chúng ta cũng chia làm hai trường hợp. Trường hợp chạm đường kẽ đậm và trường hợp thứ hai là không chạm đường kẽ đậm. Nếu như trường hợp không chạm đường kẽ đậm á thì mình cũng đếm tương tự 0,5, 1, như vậy cái này là 1,5 và độ cao vẫn là 2 ô. Giống như nét đầu tiên. Và nét thứ hai. 1,5. Không chạm đường kẽ. 1,5. Giữa đường kẽ thì mình đếm 0,5, còn chạm đường kẽ thì mình đếm ra đây là 1 ô. Cũng dễ hiểu thôi. Ở trong cái nét này á là nó phục vụ cho nét nào để mình cũng ví dụ một âm. Ví dụ như mình viết âm O. Đây là nét của âm O. Đấy. Như vậy là nếu như chúng ta viết nét thứ nhất đẹp, nét thứ hai đẹp thì âm O của chúng ta sẽ viết chuẩn.